Chiều nay ngày 26 tháng 1, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án cải tạo cụm nút giao thông Trần Thị Lý, tuyến đường DH2, Hòa Nhơn đi Hòa Sơn và dự án nâng cấp cải tạo đường DT601. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Đến nay, dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, giá trị thi công đạt 95% giá trị hợp đồng. Gói thầu xây lắp hầm chui hạng mục cấp nước, trạm bơm, nhà điều hành di dời đường dây trung hạ thế, di dời cây xanh và gói thầu xây lắp hạng mục giao thông thoát nước cơ bản đã hoàn thành. Các đường gom Duy Tân, đường gom 2 tháng 9 nút giao núi Thành Duy Tân, nút giao 2 tháng 9 Duy Tân và đoạn 2 tháng 9 Bạch Đằng sẽ thảm nhựa trước ngày 30 tháng 1. Các đoạn còn lại dự kiến sẽ thảm nhựa trước ngày 28 tháng 2. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao tinh thần làm việc của các đơn vị thi công để sớm đưa công trình vào đúng kế hoạch. Trước mắt mở các đường gom để người dân đi lại trước Tết Nguyên đán. Công trình này thì từ đây đến Tết thì các đơn vị thi công cũng sẽ thảm nhựa để đảm bảo cái giao thông trong cái dịp Tết, và sau Tết thì cũng sẽ nỗ lực để hoàn thành, cố gắng là trước tháng 6 năm 2022. Đến kiểm tra công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường DH2 có điểm đầu giao với quốc lộ 14G thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, điểm cuối giao với đường DT602 thuộc địa phận xã Hòa Sơn thuộc huyện Hòa Vang. Công trình hiện nay thi công quá chậm so với tiến độ đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương đề xuất phương án xử lý. Tương tự, tiến độ thi công tuyến đường DT601 đoạn từ Hòa Liên đi Hòa Bắc chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Hiện còn vướng 220 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng đường DT601 còn ngổn ngang, chưa thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời phê bình các đơn vị thi công chưa tích cực triển khai dự án đúng tiến độ và chia sẻ khó khăn của bà con xã Hòa Bắc. Cái công trình động lực trọng điểm nó cũng thể hiện cái năng lực chỉ đạo và năng lực tổ chức triển khai của chúng ta trong thực tiễn và có cái sản phẩm cụ thể. Đối với một cái danh mục công trình trọng điểm cụ thể này, tôi đề nghị là Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm nhiều hơn, cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cái tổ chức thành viên cũng tiếp tục giám sát, vừa giám sát vừa phối hợp với cả các cơ quan liên quan để vận động, thuyết phục, tuyên truyền nhân dân tiếp tục ủng hộ những chủ trương này, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan tới công tác giải tỏa đền bù cũng như là có cái mặt bằng thuận lợi cho cái công tác thi công. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng quà cho các đơn vị thi công, thăm tặng 200 xuất quà cho bà con xã Hòa Bắc và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng 4 thôn của xã Hòa Bắc, mỗi thôn là 5 triệu đồng.